Force on them. Hello, xin chào bạn, chúng tôi quay trở lại channel của mình là Vương Slum. Và hôm nay mình và Bánh Mì sẽ dùng một cái app máy đánh giấm ở trên điện thoại và một chiếc ba loa Bluetooth này để làm một cái trò đùa liên quan đến đánh giấm này. Oh, cái này mình sẽ để ở đằng sau, đi qua mọi người sẽ... Ok, let's go. Thank you.